Ngày 16 tháng 12, Ban sáng lập viên Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch ATK Thời Nga, xã Phú Đình tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã. Dự hội nghị có đại diện Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, lãnh đạo xã Phú Đình cùng các thành viên trong hợp tác xã. Tại hội nghị, Ban sáng lập viên đã thông qua quyết định thành lập phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Theo đó, Hợp tác xã Du lịch ATK Thời Nga có trụ sở tại xóm Đèo Xe, xã Phú Đình. Hợp tác xã có 10 thành viên với tổng số vốn điều lệ 1,3 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh gồm có dịch vụ tổ chức tour du lịch nội địa, dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, cho thuê hội trường, dịch vụ bán hàng tạp hóa, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu. Tại hội nghị, ban sáng lập viên đã nhất trí cao bầu ra hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc. Ông Hoa Tiến Thời được bầu giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã.